bóng nắng ấm đường dài. Giọt nắng ru vàng giấc ngủ ngày mai. Nhớ khoe mắt phai nụ cười, em ngỡ ngàng qua đường tiên lòng gió. Xin chào anh em đam mê audio nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông và nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Nếu thấy clip của em hay, vui lòng cho em thêm một like để động viên khích lệ tinh thần. Rất cảm ơn các anh. Các anh vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998. Hôm nay được giới thiệu với các anh một con DAC rất là hay và thú vị các anh ạ. Đặc biệt là giá thành thì lại ngon bổ rẻ nữa. Các anh đang nghiên cứu tìm một em DAC đa năng, chơi được đa thể loại thì nên nghiên cứu tìm hiểu em này nhá. Thương hiệu đã quá nổi tiếng rồi, Musico Fidelity như các anh đã thấy đây. Đời V-DAC các anh ạ. Một đường ra, em đang nối với âm ly đây, cắm bằng cổng RCA nhá. Còn đường tín hiệu vào thì có đường cổng quang này, em đang cắm với lại đầu CD. Đường quát xe hoặc là chuyển sang chế độ bên này thì là để cắm USB. Em lại vừa nối với lại cái điện thoại của em đang quay rồi, thế nên rằng là không thử để cho các anh xem. Cắm với lại cái con iPhone X rồi, nghe tiếng rất là hay các anh ạ. Đường USB đây là cái cổng đầu chuyển để nối với lại iPhone. Đó, các anh có thể thấy một cái công tắc gạt chuyển sang. Và là nguồn rời nhá, nguồn rời là chạy điện 12V. Điện này thì khá là phổ thông rồi, 12V DC. Một cái cục nguồn của nó thì em đang cắm rồi. Thế như các anh đang thấy, em DAC hoạt động rất là hoàn hảo, tiếng rất là tốt. Giá thành thì cũng rất là bình dân thôi các anh nhá. Riêng em này thì em đang giao lưu với anh em với cái giá chỉ có 3.800.000 thôi. Và giá này là giá chuẩn rồi. Anh em hát karaoke này, nghe nhạc máy tính này, hay là muốn cải thiện của cái hệ thống của các anh được tốt hơn, như em đang nối với lại CD đây, hay đơn giản nó là một cái selector luôn để chuyển giữa các cái cổng như giữa USB hay rằng là đường tín hiệu vào quang hay là đường cổng đồng trục đấy, thì các anh nối với lại vài thiết bị nữa cũng được. Các anh có thể nhìn được thiết kế ở Đài Loan các anh nhá. Rất là ngon, rất là tốt. Giá thành thì quá là bình dân rồi. Em nghĩ đây là một em quá tốt. Và có lẽ rằng là trong tầm tiền thì em này là ok nhất rồi các anh ạ. Về mọi mặt luôn nhá. Cả về âm thanh này, về chất lượng này. Sử dụng những cái chip giải mã rất cho tiếng rất là hay. Và anh nào cần thêm thông tin hay là những cái thông số hay cũng, thì cứ kết bạn với em sẽ gửi cho các anh tham khảo thêm, để các anh đưa ra được cái kết luận nó chuẩn nhất nhá. Chỉ có một con thôi, anh em nào nhanh tay thì chơi thì là còn. Đẹp không phải bàn rồi. Một em quá là đẹp. Rất là đáng chơi nhá. Cắm điện 220V với cái cục nguồn rời này. Ok, rất cảm ơn các anh. Hẹn các anh ở trong những cái sản phẩm sau. Các anh cần chơi thì liên hệ với em. Xin chào.